Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là thứ Bảy, 3 tháng 6 năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí số 161 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc. Mời quý vị và các bạn nghe nha. Một quân cộng nô kia như một lũ chó chung quay từ đâu mang điều bàn và làm từ ngoài văn xuân kiếp chung bay nghèo đói lết và nam vơ vén không ngừng tay vì đâu là nên bán quê nhà ai nam quan hoàng sa bay bán luôn lòng người dân căm phẫn mày chết đi lũ quân cộng nô gian ác hung tàn đoàn quân cộng nô kia như một lũ chó chúng bay từ đâu mang điều tàn vào nàng từ ngoài băng xuân kiếp chúng bay nghèo đói lệ vào nàng vơ vén không ngừng tay vì đâu là mày chết đi lũ quân cộng nô gian ác hung tàn ăn ở là sao mà để cho người ta vấn đề là căm phẫn như vậy đó đó các em cuồng hồ cuồng đảng vô càng chửi nhiều thì chị càng mở những cái bài nhạc này lên để cho mọi người nhìn thấy được cái bộ mặt thật của cái đảng cộng sản Việt Nam như thế nào cho các em đó vào đi đi đẹp mặt không. Đoàn quân cộng nô kia như một lũ chó chung quay từ đâu mang điều tàn vào màn từ ngoài băng xuân kiếp chung bay nghèo đói lớp quả nam vơ vén không ngừng tay vì đôi la nên bán quê nhà ai nam quan hoàng sa bay bán luôn lòng người dân mày chết đi lũ quân cộng nô gian ác hung tàn đoàn quân cộng nô kia như một lũ cướp chúng bay từ đâu mang điều tàn vào nàng từ ngoài băng xuân kiếp chúng bay nghèo đói lệ vào nàng vơ vén không ngừng tay vì đô la nghe chào thật tốt quê nhà mày chết đi lũ quân cộng nô gian ác hung tàn rồi Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Các bạn thấy Lisa hay không? Từ khi mà Lisa giải quyết xong rồi cái là bây giờ các bạn thấy bây giờ ít rồi đó, đâu có còn những này là những người vô đây chửi Lisa nữa, các bạn thấy không? Nó bây giờ nó qua những cái trang bên kia nó bày đặt làm ba cái trang lên bày đặt Lisa ơi ta không có chấp mày, đảng cộng sản Việt Nam không chấp mày, ừ không chấp tao tao mừng, không chấp tao mà vấn đề là hả mẹ mày chửi Bác Hồ mày chửi Hồ Chí Minh không ai chấp mày hết, ừ không làm gì được tao trơn á cho nên đâu có chấp tao đâu, hiểu không? Còn người dân trong nước mà vấn đề là lên tiếng cái là bắt đầu là hùa người ta, xé người ta, bắt người ta. Ông thả ông nói đúng chứ có gì đâu. Ông nói thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là thằng Tàu Cộng, tự nhiên giờ bắt con ta, nhốt con ta. Mất dạy. Vậy tao nói cái lũ cộng sản là cái lũ nói ngược.
không làm gì được Lisa trên cái trời ơi là trời đâu ai chấp mày. À, mày là con khùng, con điên, con này, con nọ, ai chấp mày. Không chấp mà vấn đề người ta lên ta coi chương trình của Lisa chặn hết trơn. Không chắc mà người ta mở cho cả sớm nghe bắt đầu mời người ta lên làm việc đòi vấn đề là bắt người ta tù, hăm dọa người ta, nhục không? Ta vô ta nói Lisa cứ biết bao nhiêu. Không chấp Lisa thì bây giờ cứ để cho Lisa trong nước mọi người nghe đi. Không chấp Lisa chặn Lisa làm gì. Không chấp Lisa tự nhiên vấn đề làm cho nguyên một bầy lên chửi Lisa chứ. Trời đất ơi là trời, thấy không con, thấy không? Chửi người ta là quái thai, bê đê, trời ơi, đủ thứ chửi hết trơn á. Mà rốt cuộc rồi, chửi người ta xấu xa. Mà bây giờ mình chạy vô mình đi ăn thua với một người xấu xa, một người biến thái. Một người mà mình không coi ra cái gì. Vậy thì mình lạ lỗi gì? Mình biết người ta xấu xa, mình biết người ta bị ổi mà đi ngào ngào vô đi ào ào. Nguyên một bầy như một bè bè bò đi vô chửi người ta thì nhìn lại coi mình là cái gì? Có phải là mình bẩn thỉu, có phải là mình vấn đề là kêu bằng là khùng điên, là gấp hai lần người ta không? Mà trong toán học gọi là vấn đề là kêu bằng là bình phương đó. Coi chừng á, trong tương lai mà cứ lên sủa hoài, coi chừng thành lập phương bây giờ. Nghe, thấy chưa? Lisa gửi những cái vấn đề là tiếng nói của Lisa cho các bạn. Các bạn phải ăn nói tao nhã với Lisa. Phải vào nói chuyện đàng hoàng với Lisa. Lisa lên đây nói cho toàn dân Việt Nam nghe. Các bạn cũng là người mà Lisa không phải là cái điểm Lisa đụng tới. Bởi các em có nhiều người già nói ơi chị ơi con này chửi chị, thằng kia chửi chị, cứ để cho nó chửi đi các em mà. Bởi vì một người bất tài thì không bao giờ bị chống đối. Cho nên rõ ràng rằng tụi nó càng chửi chị, càng chống đối chị, chẳng khác nào đang quảng cáo cho chị, đang tô son trép phấn cho chị. Chị còn mong VTV lên đài truyền hình để mà nói tên tuổi chị nữa kìa. Chứ ba cái trang mà giải độc chánh trị, ba cái trang của những cái thằng mà những đời là ngục trần nhật quang, chị không có quan trọng đâu. Chị muốn quan trọng là lên trên đài báo chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam để cho đẹp mặt. Chị đốt các em của Đảng Cộng sản Việt Nam dám đưa chị lên trên những cái đài mà VTV mà chính thống cho toàn cả 90 triệu dân Việt Nam nghe không? Không bao giờ. Bởi vì khi đưa lên mọi người nghe được tiếng nói của chị là chế độ bị sụp đổ ngay tức khắc. Bởi vì một cái lũ mà vấn đề là kêu bằng là gian dối. Một cái chế độ mà rừng rú đưa lên trên cho mọi người nghe, người ta nhìn ra được là chế độ tiêu tùng. Chẳng qua những kẻ chửi chị, những cái kẻ cuồng hồ cuồng đáng, những kẻ ngu si, những kẻ ấu trĩ. Còn một số những người ở tại Việt Nam người ta đều hiểu chị nói những cái gì. Tài sản quý giá của con người là trí tuệ. Tức là anh muốn suy nghĩ những cái idea của anh từ trong trí tuệ của anh. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp đi những cái trí tuệ các bạn thấy rồi. Một người học sinh học giỏi văn như chị ngày xưa, hoặc hiện bây giờ ở trong nước cũng phải làm những bài văn phải có ca ngợi đảng, ca ngợi thằng chó đẻ súc vật hồi chó đẻ Hồ Chí Minh vào. Một anh diễn viên, một anh ca sĩ, một anh đóng hài kịch cũng phải để cho đảng phải kiểm tra. Người ta có những cái văn minh của người ta phản ảnh đúng vào thực tế thì dẹp mẹ người ta hết. Các bạn coi những cái chương trình mà những này là táo quân về trời, hoặc là coi những cái hài kịch là các bạn biết rồi. Ngay cả một cái người nghệ sĩ, một người ca sĩ hoặc những hài kịch cũng phải bị gò óp, cũng phải bị gò bó lại. Cho nên đâu có mở mang được trí tuệ của người ta. Cho nên tại sao chị Lisa nói chuyện hay, tại sao chị Lisa nói chuyện mọi người đều, bởi vì cái trí tuệ của mình đã phát ra được, mình không bị ngăn chặn, mình không bị ép. Còn những người ca sĩ, những người nghệ sĩ, những người hài kịch ở tại Việt Nam, tất cả những cái tuồng kịch bản gì là đều ca ngợi chế độ, đều run sợ cả. Ngay cả trong phim cũng vậy, ca ngợi hình ảnh của những thằng chó đẻ công an, ca ngợi những cái hình ảnh của những thằng súc vật mà những đây là đàn áp người dân để làm cho người dân run sợ. Mục tiêu chắc là chỉ có ca ngợi chế độ binh vực thần tượng của thằng hồ chó đẻ. Chỉ vậy mà thôi. Cho nên nó bị thui chột từ từ. Trí tuệ của những đây là văn nghệ sĩ bị thui chột. Trí tuệ của ca sĩ cũng bị thui chột. Thí dụ như một người ca sĩ đó, người ta ca những cái bài nhạc vàng rất là hay. Chẳng hạn như là rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh đời lính quen yêu gian khổ quân hành. Thì không cho ca. Bắt lên ca mấy cái bài mà tinh 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 tinh. Con chim rạo xinh hót trên cành cao mừng công anh. Bộ đội giải phóng quân ơi, anh đến trần miền Tây khe xanh được chưa? Cho nên cái trí tuệ nó bị cắt ở tại đây. Kể cả người luật sư cũng vậy. Kể cả giáo viên cũng vậy.
Chỉ cần người giáo viên có lương tâm vô không dạy đúng với trách nhiệm của mình thì nguyên một cái lũ choi choi học trò chửi cô giáo là phản động, chửi bới người ta. Bắt đầu cầm dép cầm đồ chửi lên. Các bạn thấy một cái xã hội như vậy là tiêu rồi. Thầy cô dạy cho mình nghe những kiến thức người ta biết được, người ta hiểu. Mà bây giờ cái lũ choi choi, cái lũ cuồng hồ cuồng đảng, những này là mới nước mắt ra không biết một cái đéo gì trơn, bắt đầu là chửi cô giáo là phản động. Có một người cô giáo qua vô kể cho chị nghe, nói mình thấy nó tội nghiệp, mình muốn dạy cho nó mà mình vừa nói rằng đó là thật sự ra cái cuộc chiến này nó vô nghĩa lắm các em ơi. Bởi vì nói rằng dân tộc của chúng ta anh hùng thì không phải đâu. Ngày xưa Mỹ nó dội B-52 ngoài Hà Nội tất cả đều trốn hết. Những người lính bộ đội của ta những này là đều trốn, không có dám đối mặt với những này là lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì trời ơi Lisa biết không, tôi vừa nói như vậy thì tất cả nguyên trong lớp các em mà những này là dân thường đó, những này là ngồi nghe tôi nói, trong đó chỉ có 3-4 đứa là con của công an cán bộ, nó nhào nhào lên: cô nói cái gì vậy hả, địt mẹ mày, đồ con cô giáo phản động, địt má mày, mày nó động tới Bác Hồ hả, mày nó động tới những này là quân đội của tao hả. Nó lột dép nó trội lên trên bảng, trội lên trên những này là chỗ tôi đứng tôi giảng bài. Tôi nói các em thái độ như vậy đó sao, cô là người hiểu, em sanh ra chỉ có mới có năm 1999, năm 2000 mà bây giờ em tỏ thái độ như vậy, em sanh 2005 mà em tỏ thái độ như vậy đó sao. Tao còn biết mày là con đĩ phản động, mày đi ra khỏi trường tao đi, tao không muốn mày ở đất nước Việt Nam của tao. Nhiều cô giáo cô lắc đầu, cô nói trời ơi là trời, nó ngang ngược như vậy đó. Nó biết nó mở miệng ra là người ta coi nó là ngu, mà nó vẫn mở miệng ra là nào là dân tộc của tao, đất nước của tao, quân đội của tao, thằng Hồ của tao, Bác Hồ của tao, cái gì cũng là của tao hết rồi. Mà không ai cho nó nhìn nhận ở trong, mà nó nói cái gì cũng của nó. Khổ vậy đó. Cho nên những người thầy cô giáo ở tại Việt Nam người ta ngán ngẩm, người ta không muốn nói chuyện, người ta không muốn dạy cho những cái tuổi trẻ như vậy nữa. Cho nên nhiều người vô nói với Lisa đó, tôi nói thật á, tôi lên tôi dạy để tôi lấy tiền, tôi kiếm sống qua ngày, nhưng mà nó không đúng với cái trách nhiệm của tôi. Một người thầy cô giáo người ta đem cái trí tuệ của người ta để mà truyền bá cho những em học sinh, để cho họ thông minh, nhưng mà họ không chấp nhận cái thông minh, họ không chấp nhận cái tư tưởng mới, họ cứ việc cuồng hồ cuồng đảng từ trong trứng. Cho nên các em và các bạn nghe chương trình Khai Dân Trí, các bạn đừng như vậy. Lisa rất mừng là ở Việt Nam chỉ có 1-2 tên, nhìn đi quảnh lại chỉ có 1-2 nhân vật lèo tèo để mà lên phản đối chửi Lisa thôi. Đa số ở Việt Nam ai ai cũng ủng hộ chương trình của Lisa. Nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà không ngăn chặn, không cấm đốt, không dùng bàn tay sắt, không dùng nhà tù, không dùng những đây là kêu bằng sự hâm dọa, thì cả dân tộc Việt Nam đều ủng hộ Lisa, chỉ ngoại trừ những kẻ cuồng hồ cuồng đảng, chỉ ngoại trừ những tên đảng viên mà thôi. Cho nên Lisa không có buồn, cứ để cho chúng chửi đi, chúng càng chửi Lisa, Lisa càng vui mừng, để cho mọi người nhìn thấy được cái ngu xuẩn, cái dốt nát và cái tội lỗi của thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho con người nó như vậy, nó sơ cứng về vấn đề là trí tuệ như thế. Thôi, Lisa chỉ dạo đầu như vậy thôi. Chúng ta đi vào tin tức chính nha. Chị ơi, chị đã kiểm chứng vào lúc rạng sáng 2 tháng 6, một cửa hàng ngày kinh doanh cà phê và karaoke Ami ở tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, ở tại Thanh Hóa đã bất ngờ bốc cháy và thiêu hủy nhiều đồ dùng và trang thiết bị của tòa nhà, ước tính thiệt hại trên cả tỷ đồng. Cứ việc tiếp tục pha sạch cho chị, đốt làm sao mà sạch sẽ hết. Đã kiểm chứng một vụ cháy xảy ra rạng sáng ngày 3 tháng 6 năm 2017 tại khu nhà tập thể, nhà máy xe lửa Gia Lâm trên đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Theo người dân cho biết, địa điểm cháy nằm tầng 2 phía sau của khu tập thể và có thể là một nhà kho lâu năm để đó. Không biết ai đã luyện một đùi vẽ, tẩm xăng và nhớt vào và bùng cháy lên như vậy. Con chuột đó, con chuột nó tha cái nùi vẽ tẩm nhớt với xăng này, nó vô trong rẫm, nó để ở trong đó đó. Rồi tự nhiên lâu năm quá, rồi tự nhiên bắt đầu nắng quá cho nên lửa nó bốc lên. Con chuột đó, con chuột nó tha cái nùi vẽ này vô đó chứ ai tha. Chị ơi, chị ơi, một chiếc xe hôm qua chạy tự nhiên đang chạy cháy,
Em nghi là có người của chị, chắc là cầm bom xăng liệm ở trên cái nóc hay sao nó cháy vậy chị? Các em đứng ở trên lầu đó, các em làm sẵn bơm xăng hoặc người dẻ mà nhúng sẵn xăng đi, rồi bật hột quẹt lên, bắt đầu là canh me, bắt đầu là hả nhìn thấy chiếc xe tải nào ban đêm nó chạy ngang với bộ từ trên lầu thảy xuống một cái, bắt đầu để cho mấy cái xe đó nó chạy, bắt đầu nó đâu biết gì đâu, nó ngồi nó lái đâu biết ngoài sao đâu, để cho phần phần trái và sao cho giống như cái toa xe hôm qua chị thấy vui ơi là vui vậy đó. Mẹ tới chân chạy người ta bớt kèn tiên 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 tiên, thằng tài xế không biết mẹ chứ, tới chân tao bắt đầu tao nó lên nó mở chiếc xuống nó nói, trời ơi ông nội ơi ngoài sao trái rồi kìa, nó đấy trời ơi trời, chuẩn bị cho mẹ nó ra đi, chạy ra khỏi xe đi, trái được kìa, cái xe ngoài ngoài sao container nó bị trái được kìa. Tới chừng nó chạy ra là trái gần phân nửa cái container rồi, mà nó ngoài trước nó cứ chạy bon bon bon, nó không biết cho tao thấy lửa phà 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 như vậy. Cho nên các bạn mà cứ thảy vô những cái xe nào mà của tàu cộng chở hàng hóa qua Việt Nam thì các bạn cứ việc chơi bơm xăng, nó chạy ngoài trước mình ngoài sau đâu có biết đâu, đứng ở trên lầu cái việc nhìn thấy là chụi mẹ nó vô trong cái xe như vậy, nó cho nó trái bung lên cho Lisa, để cho nó kẹt hết cả quốc lộ 1 luôn, để cho nó vui vậy đó. Cháy đi, đốt đi. Chị Lisa ơi, chị Lisa báo tin cho toàn dân biết là cá ngậm chất kích thích của tàu cộng đã biến thành cá trong nước và có mặt tràn lan ở tại chợ Việt Nam. Cá tàu cộng đã chứa hai loại hóa chất và kháng sinh đã bị cấp dùng tại Việt Nam từ năm 2007 là Leucomalachin Ring và kháng sinh cấm AOG gây các bệnh lý về gan, thận cũng như những bệnh nan y khác. Chị đã nói rồi. Chị đã nói rồi. Chị ơi chị, quán cà phê karaoke bốc cháy rực rỡ luôn đó chị ơi, là chị cháy nữa cho chị đi. Bây giờ những cái xe tải đó các em làm sao cho nó cháy cho chị. Xe tải nó chạy đi, nó chở hàng hóa của tàu cộng, ở trong đó toàn là đồ độc không đó, các em thiêu rụi mấy cái xe tải này đi. Nhất là nó chạy mà từ Hà Nội vô đó, các em canh me đừng cho nó vô tới Sài Gòn. Cứ việc là chọi mẹ nó cho nó đây, nó trái mẹ nó đó, thiêu rụi đâu từ ngoài Hà Nội, bắt đầu từ cửa khẩu qua là cứ hành động cho chị. Lisa ơi, tôi báo cho Lisa một tin mật về Trường Sa mà chính tôi biết được. Sắp tới sẽ có chuyến đi của tất cả những ông ở bên bộ và chủ yếu là những người đứng đầu điện lực của Việt Nam, nói rằng đi ra ngoài Trường Sa. Chúng tôi họp và nói rằng chuyến đi này không phải là đi du lịch mà là chuyến đi chính trị ra Trường Sa để mà vấn đề là kêu bằng là làm điện lực cho trên 30 tỷ để làm các nhà vàng đó chị. Ai được chọn đi khi về sẽ được quy chương và lên chức. Coi chừng nó đem ra ngoài chết mẹ, bây giờ thằng Tàu nó bắn mẹ lồi xương với chị đó, bằng là mẹ nó ra nó dụ. Tuyển chọn rất là kỹ lưỡng mà tôi không biết tôi có dám đi không. Lisa ơi đừng có đi, đi qua vẫn là chết đó. Coi cái gạt ma đi, Trường Sa thật ra nó đã chiếm 588 rồi cho bộ nó dụ đó. Và trước khi đi mọi người được chỉ đạo là không được nói bậy về tình hình đất nước, phải khích lệ động viên khi mà đi ra tới ngoài Trường Sa. Ra Trường Sa thì được không được quyền nói ở trong đất liền cho tất cả những chiến sĩ ở Trường Sa biết, mà chỉ có khích lệ tinh thần ra đó nói rằng là tất cả chiến sĩ phải liều mạng để mà chết bảo vệ đất nước ở ngoài đó. Mọi người được tuyển đi đều được học và đều được thề là không được tuyên truyền hoặc kể bất kỳ chuyện gì ở trong đất liền hiện tại trong đất nước Việt Nam. Chỉ ra ngoài đó là khích lệ tinh thần cho các chiến sĩ ngoài Trường Sa phải bảo vệ biển đảo cho tới chết. Chị ơi, em nghĩ đây là trò lừa dối mấy chiến sĩ để cho họ liều mạng chết với tàu cộng. Bọn đảng cộng sản này nó quá trời dối trá và nó chó đẻ quá chị ơi. Tôi ở trong quân đội mà càng ngày tôi càng nhìn ra được sự thật. Mong chị nói cho mọi người biết, bởi tôi không thể nào nói được. Anh đừng có đi, hoặc em đừng có đi. Nếu nhỏ tuổi hơn chị thì đừng có đi. Nó dụ đi ra đó để mà chết đó. Nhớ đừng có đi nha. Đi là coi chừng. Ở tại miền Nam bây giờ, ở tại Sài Gòn, nó đã có lệnh giới nghiêm mà nó không dám nói. Cho nên nó giả bộ, nó đi ra, nó xét cứ sau 9 giờ ai đi là nó xét. Trong tương lai 9 giờ nó không cho ra ngoài đường. Bởi nó đang run sợ là có một thế lực nào đó mà chuẩn bị ban đêm tấn công những cái đồn công an, hoặc là Campuchia có thể tràn qua để mà đánh úp. Nó nhận được một cái tin tình báo cho nên nó rất là sợ sệt.
ở tại Sài Gòn, chỉ sợ đánh úp Sài Gòn, cho nên trong tương lai sẽ giới nghiêm tất cả những cái tỉnh thành và giáp biên giới ở tại miền Tây, các bạn cẩn thận. Cho nên từ đây về sau, những người nào đi ra ngoài đường vào ban đêm, nó sẽ lục soát hết ở trong người. Bởi vì đã biết được là trên 700 lựu đạn đã được tuồn vào Việt Nam, và lượng vũ khí vào Việt Nam rất là nhiều. Cho nên chúng đang run sợ người dân ở tại miền Nam, ở tại thành phố Hồ Chó Đẻ, Hồ Chí Minh, bắt đầu sẽ nổi lên. Thế lực đó là ai? Lisa tạm thời không nói. Đúng ra Lisa không lên đây nói đâu. Nhưng mà sự thật nó báo đài, nó đã đăng lên rồi, nó đã khám xét rồi. Nó không dám ra lệnh giới nghiêm, nhưng mà sau 9 giờ là các bạn không đi ra ngoài đường. Chỉ cần các bạn cầm cây đờn thôi, bạn của Lisa kể nó cũng bắt vô nó xét vào trong cây đờn có cái gì. Chỉ cần cầm cái giỏ sách thôi nó cũng lôi vô nó xét không có thì nó kêu họ đi về đi. Lần sau đừng có đi ra ngoài đường vào lúc 9 giờ mấy nữa. Nhưng mà nó không dám nói là lệnh giới nghiêm. Sau 9 giờ, 10 giờ và 11 giờ là hầu như các bạn đi là nó đều chặn hết. Nó sợ tới mức độ như vậy. Bởi vì một cái thế lực của Tàu Cộng nó đang âm thầm vào Việt Nam mà nó đã nhận được tin tình báo. Có thể rằng luyện lựu đạn và làm cho chết những người dân. Cho nên mọi người dân Việt Nam hãy nên cẩn thận. Khi mà nghe tiếng nổ binh biến rồi hãy đóng cửa nhà mình lại. Đừng có nên đi ra ngoài. Nha. Lisa ơi, xin được giấu tên nha Lisa. Khi nãy tôi có xem lại clip chị nói về Thái Ngọc Nhiên. Chị biết không, con nhỏ này nó bị khùng. Khoảng 10 năm về trước nó còn chửi ông nội của nó cũng như là gia đình của nó. Mà bây giờ nó không có chừa sót một ai trong gia đình. Nó rất là hỗn, ai nó cũng chửi, kể cả má ba nó luôn. Thôi em ơi, thôi chị không có muốn nghe mấy cái con nhỏ này. Thôi mệt quá, em đừng gửi tin chị mấy cái tin này. Mấy cái thành phần này trời ơi, nó không có đáng đâu chị. Thôi thôi bỏ ra đi, nó chửi cha chửi mẹ nó, chửi ông nội cha nó, cũng kệ cha nó đi, dẹp nó qua bên đi. Chị ơi, là chị chùa Quốc Danh Tây Phước nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 Gò Vấp, nó bắt đầu dạy Phật tử tiếng Tàu Cộng chị ơi. Trong chùa Phật tử toàn là người lớn tuổi từ 60 tới 70 mà để cho nó dạy tiếng Tàu Cộng rồi nó kêu về phải học thuộc để mà ghi ra để mà học. Người nhà em đi chùa về cũng phải học nữa đó chị ơi. Em nói không ai nghe, em chán nản quá trời. Chùa dưới đây là Quốc Danh Tây Phước, nằm ở trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chó Minh đó chị. 70-80 tuổi học tiếng Tàu Cộng để sau này đầu thai qua làm con chó của Tàu Cộng, kệ mẹ nó đi. Một là gán chịu. Giờ không có nói nữa. 70-80 tuổi mà các em thấy đầu bạc rắn còn vô nghe thằng sư Quốc Danh những này là Thích Chân Quang, nó ngồi nó giảng đạo, nó chửi Lý Thường Kiệt là hỗn này kia cái nọ mà còn ngồi gục đầu nghe nữa. Thôi khỏi nói. Bởi vì người dân Việt Nam là như vậy đó. Bởi vì sống trong cái chế độ nó như vậy đó. Chị mong rằng là chị sẽ mong tất cả tuổi trẻ của các em nghe những lời nói của chị rồi khôn ngoan giống chị. Phải ăn nói lưu loát như chị để sau này thí dụ chị có già rồi, chị có không còn tiếng nói nữa thì các em là tre sẽ mập lên. Cho nên chị tin rằng với tiếng nói của chị mỗi một ngày 30.000, 50.000, 100.000, 1 triệu người cũng phải có một nhân tài để mà thay thế chị sau này. Đừng có giống như những cái lũ này. Những cái người này là thôi khỏi nói rồi. Chị ơi, chị tinh khẩn, chị ơi, công an nó quá khốn nạn, nó bao vây giáo họ Văn Thai, linh mục Nguyễn Đình Thục kêu cứu kìa chị ơi, nó đòi kêu giang hồ truy sát linh mục Nguyễn Đình Thục đó chị. Chị nghe cái tin này lâu rồi, mấy ngày nay rồi, nhưng mà để coi sao, coi nó dám đụng tới hay không. Nó chỉ cần bắt cha Thục hoặc nó làm cái gì cha Thục là sẽ có biến lớn, các em yên tâm. Tất cả những giáo dân, những thanh niên công giáo người ta đoàn kết lắm. Cho nên nó làm quá, quỷ yêu mà nó làm quá là người ta sẽ nổi loạn. Người ta sẽ tử vì đạo thôi. Đạo công giáo thì không có cho tự dựng, đạo công giáo không có cho giết người. Nhưng mà nó làm quá, quỷ dương nó lộng hành quá thì chị nghĩ rằng sẽ có một cuộc nổ ra lớn. Lisa ơi, gửi cho Lisa một tin mật.
Lisa nói cho bà con nghe, ở thành phố Hồ Chí Minh vừa cho tôi biết là nhiều cơ sở đồ mỹ nghệ ở xã Phước, Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là nơi trùm về tiêu thụ và sản xuất gỗ lậu phi pháp cực lớn, đứng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh luôn đó Lisa. Trong đây có rất nhiều cơ sở do chủ là thằng Tàu Cộng kinh doanh, nhưng tụi nó trá hình núp bóng với danh nghĩa là doanh nghiệp Việt Nam. Và bạn của tôi còn cho biết những phi vụ sầm quốc này luôn được thằng Lê Thanh Hải là bí thư thành phố Hồ Chí Minh và thằng Lê Đông Phong, giám đốc sở công an đương nhiệm bây giờ thành phố Hồ Chí Minh, đã bảo kê cho những doanh nghiệp và thằng chủ Tàu Cộng này. Đó Lisa, nó cho mọi người biết cơ sở đồ mỹ nghệ ở xã Phước, Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nhé Lisa. Mấy cái thằng cộng sản này thì nó chỉ vì tiền. Nó chỉ vì tiền. Con chào cô. Con ở An Giang, con theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Con có tham gia một nhóm từ thiện của anh An ở Châu Đốc. Anh An tên thật là Nguyễn Tấn An, sinh năm 1992, ở khóm 7, tổ 18, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, làm trưởng nhóm từ thiện. Nhưng mà ngày 29 tháng 4 vừa qua, đã đi làm từ thiện, bị bọn cộng sản bắt cho tới nay là hơn một tháng rồi. Nhưng bọn nó không cho người nhà thăm nuôi. Chúng nó nói là tội phản động nặng lắm, có thể nó đem anh An ra tử hình hoặc cắt cổ như trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn. Gia đình bây giờ lo lắng lắm, chị ơi, nhà anh An này nghèo lắm, không biết lo lót làm sao cho tụi nó để có thể thăm con mình một lần được nữa. Mà điều đáng nói là anh An bị bắt trong âm thầm lặng lẽ, không ai biết chỗ bắt anh An và giam giữ ở đâu. Con nghe nói là đưa về Long Xuyên ở B34. Con lo không biết anh An này có giống chú Nguyễn Hữu Tấn không. Mong cô để ý và quan tâm đến trường hợp của anh Nguyễn Tấn An. Anh cũng là ở gần nhà của chú Hai Thả đó chị. Chị đã biết tình trạng của anh, những này là cơ bản là của em An này rồi. Chị đã nhận được rồi. Chị đang theo dõi để xem như thế nào. Nói với gia đình hoặc là gia đình của em An này nghe lời nói của Lisa, đừng có lo lót con mẹ gì cả. Một khi nó ghép tội phản động rồi là không có thằng nào dám nhận tiền lo lót đâu. Cho nên không có cần phải lo lót. Những cái tội mà như hành sự đồ kia đó thì còn lo lót được. Thậm chí tội ma túy còn lo lót được. Còn đụng tới chuyện mà an ninh quốc gia chính trị này có lo lót cũng bằng thường. Bởi vì người của tụi nó không, chẳng qua nó giả bộ, nó chim mồi để mà nó gom tiền, nó lấy tiền thôi. Nha, yeah. Cho nên không cần phải lo lót. Chỉ biết con mình ở đâu và vấn đề là làm như thế nào để cứu con mình mà thôi. Chị Lisa ơi, em báo cho chị một tin mật. Không biết tại sao mà ở tại Nha Trang chúng không cho ngư dân đi đánh bắt cá chị à. Nó nói rằng có động hoặc là nó tập vợt bắn súng gì đó ở ngoài biển Đông, cho nên nó cấm toàn bộ ngư dân không cho ghe thuyền để mà đi đánh cá ở ngoài biển chị ơi. Thằng Tàu cầm nó hâm rồi đó. Nó nói chỉ cần tàu của Việt Nam ra là nó bắn bỏ. Bởi vậy mà cho nên nó thấy động, nó giả bộ đó, nó tập vợt. Cái tập vợt mẹ gì, thằng Tàu cầm nó đang chuẩn bị lâm lâm súng ấm ở ngoài ngoài. Nếu bộ nó dụ, tao nói nó dụ người dân, ngư dân ở tại Nha Trang, ở tại những này là Nha Trang. Nó nói rằng nó tập vợt, cái tập vợt mẹ dưới ngoài Trường Sa, Hoàng Sa, ngoài biển. Nó dám lú đầu ra tập vợt à. Nó ngon, nó chạy ra đi, Tàu Cộng rượt, nó chạy cong đuôi bắn nó tại chỗ luôn. Chẳng qua nó sợ, thằng Tàu Cộng hâm rồi đó. Ngư dân mà lù lù ra đi, nó bắn cho mày vấn đề là sình phổi luôn. Cho nên những ngư dân đừng có vấn đề là ngây thơ. Đừng có ngây thơ mà nghe nó nói báo đài nói nữa. Không có tập vợt ở ngoài biển hết trơn á. Biển còn của Việt Nam đâu tập vợt. Có thằng hải quân nào mà đi ra tập vợt ngoài biển đâu. Chẳng qua nó thấy Tàu Cộng như vậy là tuyên bố rồi. Bây giờ nó sợ. Tại vì Tàu Cộng nó tuyên bố thẳng mà.
chỉ cần ngư dân của Việt Nam, tàu đánh cá ở Việt Nam bén mảng đi ra ngoài, vấn đề là kêu bằng là chích đoạn đường lưỡi bò là nó bắt không tha nữa. Nó bắt không tha. Cho nên vấn đề là nó đã gửi công văn, nó đã nói mẹ nó như vậy rồi. Cho nên bây giờ vấn đề là tụi Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nó thấy nó sợ rồi. Tại vì đem nó với bộ hổm ra, nó dụ người dân, nó nói rằng biển còn của Việt Nam, nó kêu đi ra ngoài biển đánh bắt đi. Mà bây giờ nếu ra là chết, ra là chết, các bạn thấy. Bây giờ ra đi, người nào đâm tàu ra là bị bắt chết tại chỗ, không nói tiếng gì. Chỉ cần các bạn ra đó là bắt các bạn chết tại chỗ. Cho nên nó không lẽ giờ nó nói các bạn ơi, giờ các bạn đi ra ngoài, các bạn đánh bắt cá, coi chừng tàu cộng nó bắn chết, bởi vì biển bây giờ bị mất vào tay tàu cộng, rồi lẽ nó nói vậy à. Cho nên giáo bộ nó nói là bây giờ ở ngoài biển tập vợt này kia kia nọ, tập vợt mẹ dữ quá. Dám à, dám tập vợt à. Trời ơi, tàu cảnh sát biển còn không dám lú đầu ra nữa kìa. Rượt cho chạy dân vô chứ mà đặt. Lisa ơi Lisa, có tới 5 nhà máy hạt nhân của tàu cộng bắt đầu hoạt động. Bên Việt Nam có 2 cái và ở bên tàu sát biên giới có 3 cái. Nhà máy vấn đề là kêu bằng hạt nhân. Rồi đây nó sẽ thải chất độc ra để cho vào không khí. Người dân Việt Nam sẽ chết lần chết mòn đó chị. Ừ. Vậy thôi. Vậy thôi. Ở Việt Nam rất là loạn. Mỗi người nào ở Việt Nam phải thủ vũ khí cho mình. Mà không thủ vũ khí thì coi chừng chết không kịp ngáp. Chị ơi chị, nghệ sĩ Trung Dân là một người, chị đã biết rồi, chị đã nghe cái nghệ sĩ Trung Dân này nói rồi. Ông ta là một người rất là yêu nước. Ông ta đã nhìn thấy được thời cuộc rồi. Những người thông minh có cái tầm nhìn xa như ông ta ở Việt Nam bây giờ hiếm lắm. Ở Việt Nam bây giờ hiếm lắm. Chị ơi chị, bị khùng kìa chị ơi. Cặp đôi Trung Quốc dùng đêm tân hôn để chép điều lệ đảng kìa chị. Một cặp đôi vợ chồng mới cưới ở Trung Quốc dùng đêm tân hôn để chép vài điều trong số 53 điều lệ của đảng Cộng sản dài 14.000 chữ. Ở bên tàu kệ mẹ nó đi. Cái Việt Nam Express mất máu cha, tụi bay bạc, tụi bay giáo bộ, tụi bay đăng lên. Không lẽ tụi bay bắt tất cả, nhất là tuổi trẻ Việt Nam phải bắt trước tay cái lũ tàu cộng à. Trong đêm tân hôn phải ghi điều lệ của đảng à. Điều lệ của đảng là gì? Là cấm đẻ. Để cho tàu cộng nó vô. Phải không? Đó, điều lệ của đảng đó. Điều lệ của đảng là giờ dân số Việt Nam nó bùng nổ quá. Cho nên bây giờ cưới về là chúng ta là kêu bằng làm sao phải cấm đẻ. Kế hoạch quá gia đình. Khỏi đẻ. Chỉ có chơi giống thằng hồ chó đẻ thôi. Chứ không có đẻ. Đó, viết điều lệ đảng vô vậy đó phải không? Đồ khốn nạn. Nó cái lũ này là cái lũ súc vật. Cô Lisa ơi, sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, Bộ Giáo dục tổ chức buổi thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán cô ơi. Con và 71.000 học sinh rất là cây cú. Với cái đề toán học sinh khá như con cũng chỉ lấy được có 3,5 điểm thôi, tức 3 điểm rưỡi cô ạ. Nó nói là đổi mới giáo dục, nó kêu một thằng sáng sớm đi học leo lên dốc rồi thụt xuống dốc. Nó kêu bắt tụi con tính độ cao của cái dốc đó. Rồi còn bài hình học thì nó cho cái đề học sinh ngồi 30 phút cũng chẳng vẽ ra được. Nó nói là đổi mới giáo dục kiến thức áp dụng từ thực tế như thực tế bây giờ là gần 30.000 học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh không có trường học. Mong cô phổ biến cho mọi người giúp con. Cảm ơn cô. Thánh thù mẹ ơi là trời. Vô nó nhồi sọ cho đã đợi. Giờ nó ra cái đề toán, nó nói rằng buổi sáng có một cái người đó, cháu ngoan của bác Hồ, leo từ ở trên đỉnh Pha Ti Xăng đó là bắt đầu tuột xuống. Giờ nó kêu tính cái độ cao bao nhiêu, không cho con số mẹ gì trơn. Đó, các bạn thấy cái thiên đường của xã hội chủ nghĩa không? Đó, nó kêu mấy em học toán này ngồi giải đi. Thằng này học toán là thuộc gì, loại giỏi khá đó, mà làm lấy được có 3 điểm rưỡi thôi. Mai mốt nó bắt đầu nó sẽ ra một cái đề toán nữa, là thằng Hồ Chí Minh nó nằm ở trong Ba Đình.
cứ mỗi lần mà trồi lên, mỗi lần thụt xuống là bao nhiêu cm, các em ngồi đó giải đi, bà nội ai mà giải ra. Hoặc nó nói rằng là cái dương vật của thằng hồ chó đẻ bây giờ là dài bao nhiêu cm hay là thụt mẹ nó rồi, cứ ngồi đó giải toán đi, đó giải đi, đó ngồi đó mà giải. Nó ngồi đó mà giải ra. Chị đã nói rồi, các em học trong cái mái trường xã hội chủ nghĩa này nó chỉ lấy tiền nó nhồi sọ thôi nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa bắt đầu chiến dịch kiểm tra giấy tờ, nhưng thực chất là kiểm tra cả thiết bị điện thoại để tìm cái gọi là thông tin xấu độc. Các bạn nào đấu tranh nhân quyền có các dữ liệu hình ảnh liên quan phải hết sức cẩn thận. Mong chị nói cho mọi người nghe, bạn bè của em đã bị bắt và mời vào để mà lấy điện thoại xem những cái hình ảnh bản đồ để mà tụi nó nói rằng là tụi nó kiểm tra giấy tờ trong giờ giới nghiêm. Cảnh sát giao thông, cảnh sát nhân dân thành phố Hồ Chó Đẻ có quyền kiểm tra giấy tờ người đi đường sau 21 giờ đó chị. Tụi nó phối hợp với công an, với đội dân phòng luôn chị ơi, bắt mọi người phải đi đến để mà nó kiểm tra. Chị đã nói rồi, ém đô la cho mẹ nó, ém cho thật là dữ vô. Lisa đòi với Lisa kêu là phải tung mẹ nó ra đi, cho đô la nó lên, nó một đô la lấy 30 ngàn không chịu, ém đô la vô, rốt cuộc giờ phá hoại rồi, tiêu tụng rồi đó. Ém đi tụi bay, ém nhiều vô đi, ém đô la vô nhiều đi con nha. Yeah. Ém đô la vô đi. Từ hôm nay 1 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước mở lại tín dụng ngoại tệ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu bằng ngoại tệ, có thể đô la sẽ tung tăng nhảy múa để tăng lên. Sau mấy tháng trời, ngân hàng đã kìm lãi suất, không cho đô la vượt lên, cứ kìm ở con số 22.000. Rốt cuộc ngoài chợ đen giờ nó chạy âm 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 lên, chuẩn bị phá sản, chịu hết nổi, bung mẹ bong bóng, bắt đầu cho đô la lên. Mà nó kìm như vậy rồi, mà khi mà nó bung một cái rồi đó là đô la sẽ lên tới 25.000 một đô la bây giờ, thậm chí 30.000 đồng Việt Nam lấy một đô la. Cho nên các bạn nào mua đô la hãy giấu kỹ đi, sẽ có lời, tin nghe lời Lisa là có lời. Giả bộ nó ém đó, nó ém tại vì nó độc tài, nó ém, nó nhận đô la xuống. Mà nó càng nhận đô la xuống là nó càng chết. Trong khi cái nền kinh tế của nó bị vấn đề là phá sản như vậy, mà nó càng ép đô la, nó càng dìm đô la thì nó càng chết. Dìm đi. Tụi bây dìm sao mà một đô la, làm sao mà lấy một đồng tiền của Việt Nam đi cho tao, để coi Việt Kiều nào nó dám về Việt Nam nó chơi nữa không. Tao còn mong vậy nữa. Tao mong cho tụi bây ép, tụi bây dìm đi, để cho Việt Kiều bên đây là mấy cái thằng Việt Kiều nó khỏi về Việt Nam nó ăn chơi. Chỉ vậy thôi. Tao thì đương nhiên là tao không có về Việt Nam rồi đó. Mày đặt lên trên đây lời mày ngon mày về đây, mày ngon mày về đây, về đó tụi bay không có tự do dân chủ, tụi bay không có cho tự do ngôn luận, về đó làm đéo gì. Ngồi bên đây trong nhà máy lạnh chửi không sướng à. Tự nhiên giác cái mặt về Việt Nam, tao đâu khùng giống thằng Hồ Chí Minh đâu à. Mà tự nhiên ở ngoài em ở đi chui vô hang bắt bó ở, làm trồn, làm yêu tinh ở trong hang bắt bó. Nói chuyện ngục. Mày ngon mày về đây. Trời, toàn là trẻ trâu không. Có một thằng vô: chị ơi em đừng có chửi bác nữa, anh Nguyễn hiến cả đời anh cho em. Đi sao giáo bộ đi sao, hỏi nhiêu tuổi vậy? Trời ơi, anh mới sanh năm 2001. Tôi nói ông nội, mẹ ông sanh 2001, ăn đồ độc của thằng Tàu, bây giờ cho tiền tôi cũng không dám nhận nữa. Chứ đó mà hiến dân không, mệt quá à. Thôi hiến mẹ cho thằng Hồ đi, hiến mẹ cho đảng đi, đừng hiến cho tôi. Mệt lắm, khổ thiệt đó. Mẹ vô nhìn mặt mẹ non chẹt à, búng cái chốc cũng xịt sữa ra nữa. Sáng 2001 mà. Khùng vậy đó, ngục vậy đó. Chị ơi chị, tiếp tục nó chuẩn bị nó bứng 4.000 cây xà cừ nữa kìa chị ơi. Hà Nội cần hàng tỷ đồng để bứng và chặt 4.000 cây xà cừ nữa kìa chị ơi. Ừ. Cho nó phá tan quan hết đi nha, cho nó phá tan quan hết đi chị ơi. Chị
Nóng chị ơi, tin nóng chị ơi, Bộ Công an được lệnh giám sát Đinh La Thăng 24/24 sau quyết định kê khai tài sản do Bộ Chính trị đề xuất. Nó làm thịt thằng Đinh La Thăng bây giờ. Chị đã gửi cho Đinh La Thăng một câu nói rồi đó. Chị đã gửi cho thằng Đinh La Thăng một câu nói rồi đó. Lúc nó đương thời chị đã gửi cho nó rồi, chị kêu nó cao bay xa chạy, nó không chịu thì ráng chịu. Chị ơi chị, 28 người Miến Điện đã nhập viện tại Đà Lạt đi du lịch nghi ngộ độc thực phẩm cái chị ơi. Trời ơi, mới chiều nay nè chị ơi, 3 tháng 6 nha chị. Ý, người Miến Điện hả? Trời ơi là trời, để tôi đăng lên báo chí coi. Trời ơi, để tôi quảng bá cho người Thái Lan, người Miến Điện đứng vô trong Việt Nam nữa nha. Trời ơi là trời, trời ơi, tin là tin độc à. Người nước ngoài hả? Bỏ tật để tao qua Miến Điện tao la làng á, bệnh tao tuột quần tao la mình bệnh. Tao nói tao bay đi về đi đó, đi về Việt Nam đi cho tao chết mẹ, tao bay bỏ tật ngộ độc rồi. À, ngộ độc rồi. Quá trời, tin tức Việt Nam thấy ghê quá. Chị ơi chị, kinh hoàng lắm chị ơi. Công an bây giờ nó toàn là dùng nhục hình để ép nghi can nhận tội với nhiều trò quái đản lắm chị. Chị đã nói rồi, khi mà vào trong đó rồi là tự sát hoặc là kéo một hai thằng chết theo mình thôi. Hãy nên những này là cái bằng là không để cho nó đánh đập nữa. Bởi vì nó bắt vô trọng rồi là nó cũng chết thôi. Chị ơi chị, chửi chết mẹ cái đám thầy cô ở trường mất dạy đi chị. Nó kỷ luật một em học sinh lớp 12 chơi bệnh viện trên Facebook kìa chị. Ừ, thì cái trường đó thầy cô giáo toàn là công an không, toàn là vợ công an không, thì nó trừ trù dập người ta như vậy đó. Chị ơi chị, ở Lâm Đồng 41 du khách Miến Điện nhập viện do ngộ độc thực phẩm, chắc là ăn trúng đồ độc của thằng Tàu Cộng rồi. Khổ thật, giờ Tàu Cộng nó đưa qua toàn là thực phẩm quá chất không chị ơi. Ừ, trời ơi, chị mong cho người nước ngoài ăn bị ngộ độc vậy đó. Để coi coi cái ngành du lịch của nó còn không. Khỏi lo nha. Ừ. Ba mẹ có... Ok. Sao chị không trả lời cho em gì hết vậy? Mỗi một ngày chị có trên 10.000 cái tin nhắn, cho nên chị không có ở không. Có nhiều cái tin chị đọc lướt qua, chị nhận những cái tin quan trọng người của chị thôi. Còn mấy cái tin các em đưa những đề chị không có nói. Việt Nam chuyển giao thiết bị lạc hậu 2-3 thế hệ. Sáng 3 tháng 6, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu. Ông ta nói rằng chúng ta phải cần chỉnh lý lại các dự án về công trình sửa đổi, bởi Việt Nam đã lạc hậu 2-3 thế hệ nữa nếu chúng ta tiếp tục cứ cuồng hồ cuồng đảng như thế này. Ừ, ở trong Quốc hội mới có một thằng ăn nói được đó. Nếu mà cứ cuồng hồ cuồng đảng như vậy hoài thì làm sao mà những này là Việt Nam ngóc đầu lên được. Nếu mà những này là ở Việt Nam mà có những cái thành phần giống như là dư luận viên thì làm sao mà ngóc đầu lên được. Ở trong Quốc hội bây giờ từ từ nó đã nói rồi đó, các bạn thấy đi nha. Bắt đầu từ từ rồi đó. Có những cái tin tức mà Lisa không đưa ra được. Lisa không đưa ra được. Bởi chưa đúng lúc và chưa đúng thời. Lisa chỉ gửi cho tất cả dân tộc đồng bào ở tại miền Nam Việt Nam. Ai mà khôn hồn phải thủ trong gia đình của mình những cái hàng nóng, coi chừng có một chiến dịch nó tràn vô, nó tàn sát hết rồi nó rút đi trong ban đêm. Tình hình rất là rối loạn nha. Lúc đó không có công an nào mà vấn đề là cứu được đâu. Cũng có thể nó mặc giả là đồ công an hoặc là đồ dân phòng để nó vô nó giết các bạn luôn nữa. Lisa chỉ nói như vậy thôi. Tình hình rất là cấp bách. Chỉ cần sau năm Tây tháng 6 có kết quả cuộc bầu cử ở bên Campuchia, cho dù Hun Sen lên, cho dù Sem Samri lên, thì các bạn cũng sẽ thấy được tình hình nó như thế nào. Mặt khác, Tàu Cộng nó đang âm thầm phá hoại ở tại Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam đang ra lệnh giới nghiêm mà nó không dám nói giới nghiêm, sợ loạn. Cho nên kiểm tra giấy tờ đi ra đường ban đêm là chặn là xét. Tụi nó đang họp với nhau để mà ban đêm là kéo bầy bầy đàn đàn đi ra. Coi chừng tụi này sẽ chết không kịp nhé. Tụi này chỉ cần ăn một trái mãng cầu thôi là xong đời. Chỉ cần mà kéo đi mà 20-30 thằng mà bầy bầy đàn đàn, nó cầm súng mà bắn tỉa nó lia một phát một là xong. Nó tràn vô là xong. Chị đã nhận được nhiều cái tin nó nói rồi, Tàu Cộng nó nói rồi. Mấy cái con chó này chỉ có khôn nhà dạy chợ ăn hiếp người dân thôi, chứ không có làm được mẹ gì. Cho nên những người ở Việt Nam cẩn thận. Còn những người mà đấu tranh cho dân tộc Việt Nam mình cũng phải cẩn thận. Nó đang hợp với nhau để mà nó bố ráp rất là gắt gao. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Tuyệt đối không để cho nó bắt. Nếu để cho bắt rồi, lỡ vào trong đó rồi, thì liên kết với các anh em ở trong đó, có cơ hội phá tù, có cơ hội cho ra ngoài tắm rửa xong quay lại giết chết cái thằng quản giáo luôn, để mà tìm cách chạy ra ngoài cho Lisa. Bởi các bạn là những người yêu nước, các bạn không có tội, thì các bạn không thể nào để cho chúng bắt các bạn. Các bạn nên nhớ rằng cái tội mà chính trị này thì chắc chắn là nó kêu án rất là cao. Lisa mong rằng một số người ở bên Pháp, ở bên Thái, ở Đài Loan, chúng ta liên kết lại để chúng ta cần hậu thuẫn của ba nước này. Bởi ngày xưa Thái Lan, Đài Loan cũng là đồng minh của Việt Nam, còn Pháp lúc nào cũng không bỏ Việt Nam. Sở dĩ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta bị đồng minh phản bội là bởi chúng ta lệ thuộc vào Hoa Kỳ quá. Cho nên khi mà Hoa Kỳ đã kêu rút quân về, chúng ta không có một người nào đỡ sau lưng chúng ta. Còn trong khi thằng Cộng sản Việt Nam thì nó chơi với thằng Tàu Cộng, nó chơi với thằng Nga, thằng Liên Xô cũ, rồi nó chơi với Cuba, nó chơi với Bắc Hàn, cho nên nó có được thế lực. Thậm chí nó còn liên kết với Pol Pot để mà nó đi vào nó đánh Việt Nam của mình. Thì bây giờ những người hội đoàn bên đây, chúng ta cũng phải liên kết. Hôm qua Lisa có nói chuyện với một chú làm rất là lớn. Người ta cũng đã vấn đề là tìm cách để người ta nói chuyện với vấn đề là kêu bằng là chính quyền của Đài Loan, để mong Đài Loan phải vấn đề là giúp đỡ cho Việt Nam mình. Nếu Tàu Cộng tràn vào phải có vũ khí đi vào. Và khi chúng ta lấy từ Đài Loan vào thì chúng ta phải liên lạc đối với thằng Thái Lan là đồng minh cũ của chúng ta. Và chúng ta phải nên liên lạc với giả Pháp. Bởi vì các bạn thấy chúng ta không lệ thuộc vào Hoa Kỳ 100%. Các bạn biết rồi, chính sách của Hoa Kỳ chỉ có là lợi cho đất nước của họ. Qua chuyến đi của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các bạn thấy rõ ràng Donald Trump là một người mà làm kinh tế rất là giỏi. Ông ta đã lên tới tỷ phú. Cho nên chỉ cần ông ta làm sao mà lấy lại những đồng đô la của thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Lisa mong rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không dám chơi lụi ông Trump. Bởi vì ký kết 23 tỷ mà không đem 23 tỷ ra để mà đưa cho ông Donald Trump thì hãy coi chừng. Thì hãy coi chừng. Thì hãy coi chừng. Chỉ vậy thôi. Hoa Kỳ chỉ quánh Đảng Cộng sản khi nào mà họ không có quyền lợi. Còn bây giờ thằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó cướp nhà của các bạn, nó lấy tiền của các bạn, nó đem qua bên Hoa Kỳ này để mà nó đưa cho Hoa Kỳ, để mà nó lấy vũ khí về để nó đàn áp tiếp tục người dân ở trong nước. Thì chúng ta chứ là không có. Hello? Hello? Why you call me? You don't talk anything. Don't call me again. Okay? Bye. Cho nên các bạn cẩn thận. Chúng ta phải bí mật liên kết thật là nhiều. Và những người dân ở trong nước cũng vậy.
Chúng ta phải bí mật, phải liên kết với nhau. Thấy một người nào đó dấn thân đấu tranh thì chúng ta phải bảo vệ họ. Thấy công an tràn tới thì phải bảo vệ. Lisa rất là đau lòng thấy những cái căn nhà của quý vị đã xây từ thời ông bà để lại mà bây giờ nó ngang nhiên nó đi đem xe vô, nó ủi sập hết trơn như vậy mà cả gia đình đều đứng đó dòm. Chị Lisa ơi, em ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Em có tin này báo với chị. Nhà bạn em có nuôi con chim bồ câu. Cách đây vài ngày có mấy con chim bồ câu lạ nhập vô đàn. Bạn em kiểm tra thì thấy dưới chân những con bồ câu có cột dây kẽm và đánh số thứ tự ghi chữ Tàu. Trên lớp lông thì ghi toàn là tiếng Tàu. Không biết mấy thằng Tàu khựa này đang dở trò gì nữa. Em báo cho chị biết tin như vậy. Cái tin này lâu rồi. Chẳng qua những con chim bồ câu này nó bay qua, nó dùng những cái thiết bị đó để nó xem những cái radar của thằng Tàu thôi. Nha. Hết giờ rồi người đẹp ơi. Còn phút nữa mà hết gì. Chị chưa có ra lệnh đốt được. Nếu nói ở trên đây thì nó không có hay. Nha. Nó không có hay. Mình phải vấn đề là đốt xong rồi mình mới nói. Chứ không thể nào mà nói ở trên đây như vậy được. Cho nên chị không thể nào chị nói ra. Chị sẽ vô nói chuyện với em sao, bàn kế hoạch với em sao. Chị không có muốn là mình đi ra mình nói. Nha. Cháy lớn rồi chị ơi. Thông tin vụ cháy nè chị ơi. Ừ. Con rồng lửa của chị sẽ được phát triển từ Bắc chí Nam. Bây giờ chúng ta không đốt hãng xưởng nữa, chúng ta đốt hãng xưởng, đốt nhà, mà bây giờ chúng ta tăng cường là đốt những xe tải luôn. Chị mới nảy sinh ra một ý định. Cho nên xe hơi nào mà xịn xịn của những thằng cấp trên mà chạy Lexus mấy chục ngàn, các em chỉ cần để cái lon, mà vấn đề là kêu bằng là dầu các em đúc ở dưới cái lườn xe của nó, rồi các em cho cháy từ ở dưới đó nó cháy phần lên để cho banh mẹ nó cái xe cho chị. Cái xe của mấy thằng chó đẻ nào mà nó càng sang trọng thì các em cứ thảy vô để mà đốt cháy cho chị nha. Đó, nhìn không có ai cho cầm chai xăng mẹ để bơm xăng trộn cái ầm vô trong cái kiếm mà sao cho nó bể nó rớt để mà xăng nó nhảy vô trong rỗng ở trong xe, mà nhất là xe lết xịt được kia niệm được kia mút nó tràn xăng xăng ra nó cháy mẹ trơn, là kể như một trăm mấy chục ngàn đô la đi đẹp điện bà đu đó. Cho nên đốt sạch cho chị. Còn những xe tải mà chở hàng của Tàu canh me cũng đốt luôn, chọi ở trên nóc xe nó đâu biết đâu, chạy chọi lên cho chị. Đang đứng ở trên nhà thấy xe nào chạy ra cứ giật chọi, chọi 10 chiếc cũng dính 1 chiếc. Chiếc nào xui dính gắn chịu. Còn thấy xe hơi nào mà đậu ở lề đường là cũng chơi luôn cho chị. Chị thông báo cho những em con rồng của chị. Chị thông báo cho em X. Chị thông báo cho LX. Chị thông báo cho PX. Các em hãy chuẩn bị cho chị. Hãy nên đề cập vào những cái xe cổ, những xe đắt tiền của những thằng chó đẻ làm lớn. Đốt sạch cho chị. Và đốt những cái xe container mà chở hàng hóa của Tàu để mà cứu dân Việt Nam của mình. Nha. Đốt sạch. Nhớ PX là gì vậy chị Lisa? Em không cần biết đâu. Thôi, thời gian hết hạn rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình vào ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Bye bye.